Xin chào thầy và các bạn, hôm nay nhóm IV44, Bệnh viện Đa khoa thành phố sẽ trình bày chuyên đề cấy nước tiểu và PCR nước tiểu. Khi đứng trước một bệnh nhân viêm bàng quang, vậy khi nào chúng ta làm cấy nước tiểu và khi nào chúng ta làm PCR nước tiểu? Chúng ta cấy nước tiểu khi chúng ta muốn biết được con vi trùng gây viêm bàng quang là gì. Tuy nhiên, chúng ta đừng nghe thơ rằng bắt được con vi trùng trong nước tiểu đó, nó là thủ phạm gây viêm bàng quang đó. Vì sao? Vì 80% viêm bàng quang là do E. coli, còn 20% còn lại là bao gồm Proteus, Staphylococcus và Klebsiella. Ví dụ như một bệnh nhân có triệu chứng nhiễm trùng tiểu ngoài bệnh viện, khi nhờ nhân viên y tế cấy nước tiểu ra tác nhân Klebsiella, thì tác nhân đó không phải là do bệnh nhân mà ra, mà có thể là do từ nhân viên y tế hoặc môi trường bệnh viện. Kết quả sẽ đáng tin cậy khi bệnh nhân nhập viện lớn hơn 72 giờ hoặc có can thiệp thủ thuật tại bệnh viện. Còn tác nhân Staphylococcus aedemic gọi là tác nhân cơ hội bởi vì trên cơ thể con người chúng ta từ đầu đến gót chân đều có sự tồn tại của vi khuẩn này. PCR là xác định DNA, có nghĩa là ví dụ như chúng ta biết E. coli gây nhiễm trùng cho bệnh nhân này, một năm nhiễm trùng tiểu từ 3 đến 4 lần thì chúng ta cần cấy và làm PCR để xem con E. coli kỳ này và kỳ trước có thật sự là một con không. Còn nếu như một tiếp thì lần trước điều trị chưa tận gốc hoặc ổ nhiễm trùng ở sâu nơi mà thuốc không đến được, ta cần can thiệp phẫu thuật hoặc thay đổi điều trị. Nếu khác tiếp thì cho thấy hai lần nhiễm trùng tiểu là khác nhau. Cuối lời, em xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe phần trình bày của nhóm em.